làm sao mới có thể khiến cho người trong thôn tin cái chết của cô gái đó không hề liên quan đến chúng ta chứ? Có ba thứ tuyệt đối không bao giờ bị bóng tối che khuất. Đó là mặt trời, mặt trăng và chân tướng sự thật. Nam mô A Di Đà Phật.